Bánh ký hủ tiếu Mỹ Tho đã nổi tiếng hơn 10 năm tại Houston, nay tưng bừng khai trương chi nhánh mới ở khu KD góc Freeway đường 10 và 919. Đến với Bánh ký, bạn không thể bỏ qua món hủ tiếu với nước sốt gia truyền không nơi đâu có. Một chút tôm khô rang cháy, một chút tấm mỡ béo béo, ăn một miếng là mê liền. Đừng quên gọi thêm một chén xí quách ăn kèm với giò cháo quẩy rồi uống thêm một ly nước mát. Wow, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng có thể đến với Bánh ký để thưởng thức các món hủ tiếu mì khô hoặc nước tùy theo sở thích của mình. Bánh ký hủ tiếu Mỹ Tho trân trọng kính mời.